Năm 2023 là một cái năm mà chúng ta đón chờ rất nhiều những siêu phẩm với mức giá vô cùng hợp lý. Ví dụ như đặt trên bàn cân hôm nay sẽ là chiếc Sony A73 và bên cạnh đó là chiếc Sony A7R3. Vậy liệu với mức giá không chênh lệch quá nhiều, anh em sẽ bỏ tiền ra để mua A73 hay là bỏ thêm một chút để lên A7R3? Và nếu trong trường hợp anh em chưa biết thì cái dòng Sony A7 này chúng ta sẽ có 3 biến thể. Đầu tiên là Sony A7 bình thường, là một chiếc máy có thể cân bằng giữa cả việc quay và chụp. Thứ hai là dòng Sony A7R, thì dòng Sony A7R này sẽ là dành chuyên cho những anh em chụp, và Sony A7S là dành cho những anh em quay. Và để đặt trên bàn cân ngày hôm nay, nếu mà tôi che logo của chiếc A7R3 hay là chiếc A73 thì khả năng cao là anh em khó thể nhận ra đâu là sản phẩm chính xác, tại vì là về kết cấu này cũng như là khung hợp kim magie, kích thước, trọng lượng và kể cả ngoại hình nữa thì trông nó khá là na ná giống nhau. Cái điểm đầu tiên chúng ta phân biệt tất nhiên là logo rồi, nhưng bên cạnh đấy sẽ là vòng quay chuyển chế độ của hai chiếc máy này. Đầu tiên là trên A7R3 chúng ta sẽ có thêm một phần khóa để chúng ta có thể lock cái chức năng anh em muốn, không như trên A7R3 có nhiều lúc chúng ta có thể quệt tay và làm di chuyển chế độ. Và điểm thứ hai để phân biệt là khi mà anh em mở cổng kết nối ra thì A7R3 sẽ có thêm một cổng để anh em có thể đồng bộ với flash. Ở khung ngắm điện tử hay là ở màn hình thì hai cái đều có kích thước giống nhau, nhưng mà ở chất lượng của chiếc A7R3 có phần nhỉnh hơn so với A73 một chút. Nhưng mà nếu mà giả sử anh em đặt cạnh nhau thì cái phần nhỉnh hơn này anh em khá là khó nhận ra, và nó sẽ không phải là một yếu tố để quyết định anh em lựa chọn sản phẩm nào. Cùng sở hữu cảm biến Bion-Z nhưng mà trên A7R3 chúng ta có đến 42,4 triệu điểm ảnh so với 24,2 triệu điểm ảnh trên A73. Thì rõ ràng thì hình ảnh trên A7R3 cho ra sẽ cho ra hình ảnh sắc nét hơn này, độ phân giải màu nhiều hơn, cũng như là có khả năng cho anh em về crop trong khi hậu kỳ. Nhưng mà Sony A73 lại có lợi thế hơn về ISO khi có thể mở rộng lên đến 204.800, còn đâu mức mở rộng ISO của A7R3 chỉ là 102.400. Và trên cả hai sản phẩm này chúng ta đều có khả năng chụp liên tiếp 10 khung hình trên một giây, nhưng mà với Sony A73 thì cái dung lượng hình ảnh nó sẽ thấp hơn, do đó là cái quá trình xử lý hình ảnh của Sony A73 sẽ nhanh hơn. Và bên đây mình sẽ có một bảng so sánh cho anh em. Thì với Sony A7R3 chúng ta có khả năng chụp 76 tấm ảnh JPEG, 76 tấm ảnh Uncompressed RAW hay là 28 tấm Compressed RAW. Và nếu mà anh em chụp hành động này hay là chụp thể thao thì chắc chắn là rất quan tâm đến vấn đề này. Là sản phẩm có giá thành rẻ hơn nhưng mà Sony A73 lại có khả năng lấy nét tốt hơn A7R3 với 693 điểm lấy nét, còn Sony A7R3 chỉ có 399 điểm lấy nét. Do đó chúng ta có thể suy ra là khả năng bắt dính cũng như là nhận định chủ thể của A73 tốt hơn. Và trong quay phim thì sao? Mình đánh giá A73 cũng sẽ nhỉnh hơn, tại vì trong cái việc quay phim thì Sony A73 có nhiều điểm lấy nét hơn, do đó khả năng lấy nét tự động sẽ tốt hơn. Và bên cạnh đấy thì cái độ phân giải thấp hơn thì cũng làm Sony A73 xử lý ISO tốt hơn và giảm nhiễu đi. Và cuối cùng là về phần hậu kỳ thì do là có một cảm biến lớn hơn nên Sony A7R3 sẽ do cả file quay và chụp nặng hơn, do đó cái bộ máy tính của em phải là khá khỏe để có thể cân được những tác vụ nặng. Vậy cuối cùng sản phẩm này đã dành cho ai? Với những em nào mà thiên chụp này, chụp chân dung, cưới, vân vân và mây mây, và chụp cần những cái chất lượng ảnh chi tiết cao thì Sony A7R3 sẽ là sản phẩm phù hợp cho anh em. Còn đâu nếu anh em nào muốn cân bằng giữa cả việc quay và chụp này, và chúng ta không cần chi quá nhiều cho bộ máy tính để có thể cân những tác vụ nặng, thì Sony A73 sẽ là một lựa chọn phù hợp cho anh em. Mong anh em sau khi xem video này có thể chọn cho mình cái lựa chọn là mua sản phẩm nào, tại vì cả sản phẩm này đều đang có mức giá khá tốt. Và cảm ơn anh em đã xem video này. Hãy cho chúng mình một like, một share, một subscribe để ủng hộ team của chúng mình nhé.